Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2024, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trong tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực, tạo nền tảng phát triển vững chắc, thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng tiếp theo. Đây là thông tin phấn khởi được nêu ra tại hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tháng 1 năm 2024 diễn ra vào sáng nay. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi chủ trì hội nghị. Tháng 1 năm 2024, thu ngân sách của tỉnh tăng gấp đôi, tổng sản lượng thủy sản tăng 3%. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt kết quả khả quan, kim ngạch xuất khẩu tăng 13,3%, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp tăng 71,4% so cùng kỳ. Tình hình cung cầu các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo, hàng hóa phong phú, đa dạng, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo được quan tâm thực hiện, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Trên cơ sở những ưu điểm và một số tồn tại hạn chế nêu ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương chủ động linh hoạt trước những khó khăn thách thức liên quan đến chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, cũng như theo dõi sát tình hình thời tiết, có giải pháp ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Trước hết thì tôi đề nghị là các sở ngành cũng như các địa phương chúng ta tiếp tục rà soát để lời các cái nhiệm vụ của mình là đảm bảo phục vụ Tết này. Cái thứ hai là cái rà soát các cái đối tượng người người lao động trở về địa phương coi xem là để có cái hỗ trợ kịp thời đảm bảo là ai cũng có cái Tết đầy đủ và mắm cái tinh thần là chúng ta phải như thế, không để là ai là coi như là bị thiếu thốn rồi là hoặc ảnh hưởng vấn đề không có điều kiện ra Tết. Đề nghị là tiếp tục, mình đã báo cáo tốt rồi nhưng mà tiếp tục là sót và nắm thêm cái lượng người lao động trở về địa phương. Một cái việc nữa là tôi đề nghị ta là phát động ngay, đã triển khai rồi thì phát động ngay cái về cái vệ sinh môi trường nè, phát quang nè, rồi là giải tỏa hành lang là đảm bảo thông thoáng để cho đảm bảo chúng ta là cái môi trường rồi là đường xá rồi là các hệ thống giao thông kia đảm bảo lưu thông thông suốt, đảm bảo Tết coi như là lịch sự được trang hoàng đẹp. Đồng chí Quỳnh Quốc Việt cũng lưu ý trong dịp Tết cũng không quên thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, tập trung ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, chú trọng công tác phòng chống cháy rừng. Thì chúng ta hầu như là công trình là chỉ tiếp là chủ yếu, nên là cái việc giải ngân cái vốn đầu tư là chúng ta phải cố gắng hơn so với chúng ta năm nay đạt được trên 95%. Năm nay là chúng ta phải đạt là từ 97-98% trở lên, hoặc phải hơn đúng không chứ. Nhưng mà tháng 1 này thì báo chí thì qua rà soát chúng ta mới giải ngân nên là tỷ lệ rất là ít. Như thế là chưa ổn. Năm nay chúng ta là giao vốn đầu tư là sớm rồi, kể cả cái nguồn là cái các chương trình mục tiêu quốc gia chúng ta cũng giao sớm, thì đề nghị chúng ta cái chủ động này đấy. Còn một cái vấn đề quan trọng liên quan đến cái chỉ đạo kết luận của Thủ tướng Chính phủ là trong cái xây dựng sân bay, nâng cấp sân bay, thì tôi đề nghị là Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cà Mau, rồi Sở Kế hoạch Đầu tư, thậm chí chủ động tham mưu để triển khai trong cái việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với cái dự án của sân bay Cà Mau. Báo chí chúng ta phải bàn giao mặt bằng là trong tháng 6 của 2024 này. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng chí Quỳnh Quốc Việt yêu cầu các đơn vị địa phương theo dõi tình hình cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu phục vụ sản xuất, rà soát đảm bảo cơ số thuốc tại các cơ sở y tế, chủ động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, nắm lại số lượng lao động và nhu cầu giải quyết việc làm, quan tâm cập nhật dữ liệu dân cư, tập trung phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Chiều cùng ngày,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Quỳnh Quốc Diệt chủ trì hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 24 người. So với cùng kỳ tăng 3 vụ, số người chết giảm 2 người và số người bị thương tăng 2 người. Riêng các cơ sở y tế tiếp nhận hơn 6.740 ca đến cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó có 24 trường hợp tử vong sau khi nhập viện. Cũng trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành tuần tra kiểm soát hơn 46.000 ca. Qua đó lập biên bản xử lý vi phạm hơn 66.000 trường hợp với số tiền xử phạt gần 99 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị địa phương trong công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm qua. Tuy vậy, đồng chí cho rằng từng lúc từng nơi xử lý vi phạm an toàn giao thông còn chậm, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu. Đối với việc lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, cần có chế tài xử lý nghiêm đối với từng trường hợp cụ thể. Trong cái nhiệm vụ tới đó, chúng ta thực hiện một số cái nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là tôi đề nghị thủ trưởng các ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục là chúng ta thực hiện nghiêm đó, các cái quy định về đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông mà trong cái kế hoạch chúng ta đã ban hành và từng đơn vị địa phương đã ban hành để làm sao đảm bảo được các cái nhiệm vụ chặt chẽ đó, đúng quy định và với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cái thứ hai là trong cái dịp Tết này đó thì Ủy ban dân tỉnh đã có cái kế hoạch rất cụ thể về cái đảm bảo an toàn giao thông, thì tôi đề nghị là các ngành có liên quan và các địa phương đồng chí tập trung triển khai các cái nhiệm vụ này. Còn đối với cán bộ công chức viên chức của tỉnh, tôi đề nghị là chúng ta là tinh thần là phải nêu gương, chấp hành, mình vận động dân là thực hiện về vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì là trước hết là cán bộ đảng viên công chức viên chức chúng ta phải gương mẫu trong việc chấp hành cái thực hiện cái về cái đảm bảo cái an toàn giao thông. Đồng chí Quỳnh Quốc Diệt cũng yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị địa phương tăng cường tuyên truyền tập trung trong nhóm học sinh, nội dung tuyên truyền phải phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Đặc biệt, trong xử lý vi phạm không có vùng cấm, cán bộ không can thiệp, trường hợp cố tình can thiệp sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho phóng viên Nguyễn Thanh Mông, báo Giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội đối với những trường hợp gặp tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chiều nay tại tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định tổ chức cuộc họp lần thứ 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời triển khai các giải pháp chống khai thác IUU đến tháng 4 năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo tại cuộc họp. Tỉnh Cà Mau tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử. Năm 2023, cả nước có 64 tàu cá với 550 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Bên cạnh đó, tình trạng tàu cá mua bán sang tên đổi chủ giữa các địa phương kiểm soát chưa chặt chẽ. Một số địa phương thực hiện chưa nghiêm việc ngừng đóng mới, cải quán tàu cá mua bán chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng theo quy định. Đặc biệt tàu cá từ 15 mét trở lên dẫn đến 15.200 tàu cá 30. Tình trạng tàu cá vi phạm quy định ngắt kết nối VMS tiếp tục xảy ra. Từ đầu năm 2023 đến nay có gần 5.000 lượt tàu cá mất kết nối trên 10 ngày. Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho rằng việc xử lý vi phạm vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là công tác điều tra xử lý. Hiện toàn tỉnh có 2 cảng cá chỉ định, đồng chí Lê Văn Sử kiến nghị ở mỗi cửa biển chọn bến cá đủ điều kiện để thực hiện truy xuất nguồn gốc hải sản. Để thực hiện được mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu EC, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt dứt điểm các tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ tư, đảm bảo số liệu chứng minh cụ thể để làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5, dự kiến sẽ sang Việt Nam vào tháng 4 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, tôm sú và tôm thẻ chân trắng là hai đối tượng nuôi chủ lực của tỉnh Cà Mau. Khi bà con thả nuôi, bắt buộc phải đăng ký với ngành chuyên môn để được cấp mã số ao nuôi, làm cơ sở cho việc truy xuất nguồn gốc khi xuất khẩu, đồng thời làm cơ sở để hỗ trợ cho người dân trong trường hợp xảy ra thiên tai dịch bệnh. Quy định đã rõ, thế nhưng trên thực tế vẫn còn một bộ phận người dân chưa quan tâm đến công tác này. Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đăng ký kê khai sản xuất ban đầu, nhất là đối tượng nuôi chủ lực. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Ông Nguyễn Kim Khoa, ở ấp 4, xã Tắc Dân, thành phố Cà Mau, có diện tích nuôi tôm quảng canh khoảng 1 hectare. Thế nhưng từ trước đến nay, ông vẫn chưa đăng ký kê khai sản xuất ban đầu. Hồi lúc nuôi công nghiệp cũng có, xã nó cũng qua nhiều lần lắm. Cũng hỏi thăm mình này nọ nuôi trúng thất rồi vậy đó. Với hỏi mình nuôi loại sú hoặc thẻ. Đúng rồi, nuôi quảng canh thì không có hay chưa? Không, không. Quảng canh thì ở đây nó đúng là dân tự lo không à. Con giống này nọ là mình muốn mua đâu mình mua. Nếu có hướng dẫn thì tôi đồng ý hợp tác với vấn đề hướng dẫn của nhà nước. Theo quy định, ngay từ đầu năm, tất cả người dân sản xuất đều phải đăng ký với chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, qua thống kê, đến nay số lượng đăng ký sản xuất ban đầu trong toàn tỉnh chỉ đạt khoảng 80%. Lọc hồ sơ trực tuyến á, thì nói chung cái thủ tục thì lọc hồ sơ nó hơi lâu. Thành ra là công tác là hướng dẫn dân lọc hồ sơ thì cũng còn tương đối chậm. Trong thời gian tới thì cũng được sự chỉ đạo của Đảng ủy ủy ban xã thì cũng là tiếp tục là cho đăng ký đối tượng nuôi chủ lực có thể là 100% trên cả cái diện tích quảng canh cải tiến. Do ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế nên việc đăng ký đối tượng nuôi chủ lực thông qua dịch vụ công trực tuyến còn khó khăn, trở ngại. Mặt khác, do điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn và một số bất cập về thủ tục trong việc hỗ trợ nên bà con nông dân chưa chủ động trong đăng ký kê khai sản xuất ban đầu. Có một số hộ dân là coi như là giấy tờ thì chưa được chính chủ. Đó, từ chỗ đó thì bây giờ mình cũng đang động viên bà con là coi như là chuyển tên. Ví dụ như cha mẹ mà khi còn sống thì không có làm giấy, chưa làm giấy cho ủy quyền gì hết khi mất. Thì từ chỗ đó thì chưa được chính chủ thì mình cũng đang động viên bà con là coi như là đi làm lại chính chủ. Cái thứ nhất, cái thứ gì nữa, hồi trước kia cái giấy á, thì là cái giấy trồng lúa, được cấp giấy trồng lúa. Mà bây giờ mình đây nuôi trồng thủy sản rồi, từ đó mình cũng động viên bà con lên là đăng ký mục đích sử dụng lại. Trên cơ sở mà dự báo các cơ quan chuyên môn, thì đối với quan xã này cũng hàng năm thì cũng có xây dựng cái phương án phòng chống thiên tai, trong đó về cái rủi ro, về cấp độ rủi ro, các rủi ro mình đã có dự báo theo cơ quan chuyên môn cấp trên cung cấp mình. Hiện sở đó thì mình cũng thường xuyên nắm bắt tình hình trong cái sản xuất bà con, mình tuyên truyền vận động bà con để đảm bảo cái hướng sản xuất để giảm bớt cái thiệt hại nhất có thiên tai rủi ro xảy ra. Tiếp tục là hướng dẫn người dân trong cái việc là kê khai cái sản xuất ban đầu, đảm bảo là 100% người dân là khi mà sản xuất là được là đều được kê khai hết. Cái thứ hai thì trong quá trình mà đăng ký sản phẩm chủ lực á, thì tiếp tục là duy trì cái diện tích mà đã đăng ký đạt 100% cũng như là diện tích mà chưa đạt. Thì 154 là ủy ban xã cũng sẽ chỉ đạo là thực hiện cho nó đạt đảm bảo 100% luôn. Nhưng những hộ dân là khi mà đăng ký sản phẩm chủ lực là đều đảm bảo là 100%. Chi cục thủy sản tham mưu sở để mà xin ủy ban tỉnh cho chính sách là xác nhận đối với những mà cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa kịp chuyển đổi từ lúa sang nuôi trồng thủy sản thì có xác nhận của địa phương thì đơn vị chấp nhận thực hiện cho bà con. Đối với những không chính chủ thì có thể xác nhận của địa phương thì đơn vị cơ quan thẩm định nó sẽ thực hiện được cái vấn đề đó. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo trực tiếp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau quan tâm hơn đến công tác đăng ký kê khai sản xuất ban đầu, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo sản xuất ở địa phương. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết được tầm quan trọng, lợi ích của việc đăng ký kê khai sản xuất ban đầu.
xem xét hỗ trợ các huyện thành phố mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ chuyên môn cấp xã và ấp nắm rõ các nội dung, biểu mẫu đăng ký sản xuất ban đầu để nhất quán trong quá trình thực hiện. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cà Mau khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 10 chuyên đề để giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau Trần Hồng Quân. Kỳ họp đã giới thiệu ông Nguyễn Thành Phương, Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thành phố để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Nguyễn Thành Phương đã trúng cử với số phiếu tín nhiệm của 28 trên 30 đại biểu. Phát biểu ra mắt nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Phương cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và sự tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã bầu ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là vinh dự đối với cá nhân và là nhiệm vụ trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố giao phó. Với trọng trách mới, bản thân sẽ lắng nghe, tiếp thu, nỗ lực hết mình cùng với tập thể chung tay xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng vững mạnh. Mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024, chiều nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đoàn đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị, phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thanh tra sở giao thông vận tải, đội thanh tra an toàn số 8 và đại diện cảng vụ đường thủy nội địa Cà Mau. Tại buổi gặp gỡ, các đơn vị đã báo cáo một số kết quả đạt được trong năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ trong những ngày Tết Nguyên đán sắp tới. Theo đó, các đơn vị đã bố trí lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt đánh giá cao các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuần tra an ninh trong lễ hội giao thừa tại 4 địa điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh, chủ động tuyên truyền hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi của người dân trong dịp Tết. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt chúc cán bộ chiến sĩ năm mới an khang thịnh vượng, đồng thời gửi tặng mỗi đơn vị một phần quà vui xuân đón Tết. Trước đó, vào sáng nay, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Diệt làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đoàn đến thăm chúc Tết văn phòng thường trú Báo Nhân dân tại Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đại diện các cơ quan đơn vị đã thông tin với đoàn về tình hình hoạt động trong năm qua. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan báo chí đã hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, định hướng tuyên truyền sát với tình hình thực tế, hướng về cơ sở. Tại các nơi đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Diệt ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo chí vào sự nghiệp chung của tỉnh. Mong muốn trong năm mới, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền có sự đổi mới, hiệu quả hơn, đẩy nhanh số hóa tại đơn vị. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân cũng đã đến thăm chúc Tết cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Cà Mau. Đồng chí Nguyễn Minh Luân đánh giá cao những đóng góp của đơn vị trong công tác thông tin tuyên truyền quảng bá hình ảnh tỉnh Cà Mau đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nhân dịp Tết đến xuân về, đồng chí Nguyễn Minh Luân chúc đội ngũ phóng viên cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Cà Mau năm mới gặt hái thành công mới. Cùng thời gian này, lãnh đạo huyện cái nước, công an tỉnh Cà Mau và tỉnh đoàn Cà Mau đến thăm chúc Tết lãnh đạo viên chức người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Lãnh đạo huyện cái nước, công an tỉnh Cà Mau và tỉnh đoàn Cà Mau chúc lãnh đạo viên chức người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau năm mới an khang sức khỏe.
đồng thời mong muốn Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền đậm nét về sự phát triển của địa phương, cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, những điển hình trong các phong trào thi đua của đoàn trên sóng CTV trong thời gian tới. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm của các đơn vị, cũng như sự hỗ trợ phối hợp trong công tác tuyên truyền thời gian qua. Trong năm mới, sẽ tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ hơn để phát huy hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên các mặt công tác. Qua trong không khí vui tươi, phấn khởi, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay, huyện đoàn Thới Bình phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình Xuân Chia Sẻ Tết Yêu Thương năm 2024. Tham dự chương trình có 120 em là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các xã thị trấn. Mỗi em nhận được phần quà 300.000 đồng tiền mặt. Tại chương trình, các em còn được các anh chị hội đồng đội huyện tổ chức trò chơi đố vui có thưởng, tổng trị giá hoạt động hơn 36 triệu đồng. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, là dịp để các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích, tạo niềm vui, không khí ấm áp mỗi khi Tết đến xuân về. Những ngày qua, tại cửa biển Rạch Gốc và cửa biển Dàm Xoáy, huyện Ngọc Hiển, các phương tiện khai thác cá khoai trúng mùa được giá, người dân phấn khởi có thu nhập trong dịp Tết. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các phương tiện ra khơi để đánh bắt cá khoai. Trung bình mỗi chuyến biển thu nhập từ 10 đến 20 triệu đồng một ngày. Cận Tết nên cá khoai tươi bán được giá cao, dao động từ 110.000 đến 130.000 đồng một ký, với loại từ 10 đến 12 con một ký, sản lượng tiêu thụ tăng gấp đôi ngày thường. Hiện các hộ khai thác cá khoai ở huyện Ngọc Hiển vẫn đang tất bật ra khơi với hy vọng tăng thêm thu nhập đón Tết sung túc hơn. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, không khí xuân rộn ràng khắp nơi. Tại các chợ trên địa bàn huyện Phú Tân, người dân đi mua sắm Tết cũng tấp nập hơn. Những ngày qua, tại các điểm chợ ở xã Phú Tân, Tân Hưng Tây và thị trấn Cái Đôi Dàm, sức mua đã tăng hơn trước. Theo các tiểu thương, năm nay, hàng hóa phục vụ Tết khá phong phú và đa dạng, người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn. Điều đáng nói là giá cả không biến động nhiều so với ngày thường. Hiện các lực lượng chức năng cũng đang theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa gây tăng giá đột biến. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.